chữ mộc nghĩa là cây thì rất là dễ rồi. Âm Hán là mộc nghĩa là cây, từ trong từ vựng là mộc cư yêu vị đúng không, là thứ năm, hoặc là ki thì nghĩa là cây. Cây bị chặt một nhát đúng không, thì ra sách, âm Hán là bản sách đó nhá, cây bị chặt gốc để làm sách đúng không. Ở trong từ vựng là Nihon là Nhật Bản, hoặc là Hon là sách. Một chữ rất là thông dụng đó là chữ hưu, âm Hán là hưu nghĩa là nghỉ ngơi. Mình có bên trái là mộ nhân đứng đúng không, tức là người đứng, bên phải là cây. Bây giờ mình sẽ với hai bộ này rất là dễ thôi. Người đứng giữa cây đúng không, là đang nghỉ ngơi. Câu chuyện là người đứng giữa cây này, các bạn thấy nhá, người đứng này dựa bên cây này là đang nghỉ ngơi. Ở trong từ vựng là kyuke là nghỉ giải lao, hoặc là oyasumi là chúc ngủ ngon đúng không. Chữ thể ở trong nghĩa là cơ thể, thì mình có bên trái là bộ nhân đứng thì sẽ là gọi là nhân nhá, bên phải là bản đúng không, bản ở trong sách này đúng không, thì mình ghép là nhân bản cơ thể. Rất là dễ thôi, nhân bản, nhân ghép với bản thì ra cơ thể. Ở đây mình sử dụng âm Hán nhé, bộ mình sử dụng âm Hán. Bình thường ấy thì mình sẽ dùng nghĩa nhé, ví dụ đây là nhân thì bình thường mình dùng nghĩa là người, thì ghép câu chuyện nó sẽ xuôi hơn. Còn bản dùng là sách, nhưng ở đây dùng âm Hán rất là xuôi rồi, nên câu chuyện này mình dùng âm Hán nhé, nhân bản cơ thể. Thì chữ thể này rất nhiều bạn nhầm với chữ nghỉ, nghỉ hưu ấy, nghỉ ngơi ấy. Chữ nghỉ ngơi là người dựa cây ấy. Đó, các bạn phân biệt ra người dựa cây là đang nghỉ ngơi, còn nhân bản thì ra cơ thể. Ở trong từ vựng là thay cự cẳng đúng không, thay cự cẳng là nhà thể dục, phòng tập thể dục ấy, nhà thi đấu cũng được đúng không, hoặc là Canada là cơ thể. Chữ bảo ở trong nghĩa là bảo hiểm, thì mình có bên trái là bộ nhân đứng đúng không, bên phải là cái mồm, ở trên là cái mồm và dưới là cây, thì mình sẽ ghép các bộ này đúng không, tức là người đứng, người cắm mồm vào cây để được nhận bảo hiểm ăn bạn đúng không, người đứng cắm mồm vào cây luôn để được nhận bảo hiểm. Ở trong từ vựng là bảo hiểm đó là hô kèn đúng không, hô kèn là bảo hiểm. Hoặc là ở trong động từ bảo vệ giữ gìn đúng không, ta mô trợ đúng không, là bảo vệ giữ gìn.